Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mạch Tài Lộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Mạch Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Vậy thì đón vận trình ngày mới, đường công danh sự nghiệp, sức khỏe tình duyên và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được những điều may mắn? Và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình ngày mới của mình? Đường tài lộc cụ thể của từng con giáp sẽ biến động ra sao? Và 12 con giáp nên làm những điều gì để có thể đón một ngày mới tốt lành, hành thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn? Vậy thì trước khi vào tìm hiểu nội dung chính, nếu quý anh chị và các bạn là những người lần đầu tiên đến với Mạch Tài Lộc hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Sau đó nhấn tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ các video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và ngay bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chính của ngày hôm nay. Về thông tin tử vi ngày 23 tháng 4 năm 2024, thứ ba dương lịch, âm lịch là ngày 15 tháng 3 năm 2024, là ngày Đinh Tỵ, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn, tiết khí Cốc Vũ, hôm nay là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Giờ Hoàng Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi hợp xung ngày hôm nay. Hôm nay tam hợp với tuổi Dậu và tuổi Sửu, lục hợp với tuổi Thân, hình với tuổi Dần và tuổi Thân, hại với tuổi Dần và xung với tuổi Hợi. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Mùi và Quý Tỵ. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Canh Tuất và tuổi Bính Tuất. Về ngũ hành niên mệnh xa trung thổ, hôm nay là ngày Đinh Tỵ, tức can chi tương đồng. Đây là ngày tốt. Nạp âm xa trung thổ, kỳ tuổi Tân Hợi và tuổi Quý Hợi. Ngày thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt người tuổi Đinh Mùi, tuổi Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp Sửu và Dậu thành kim cục. Xung Hợi, hình thân, hại Dần, phá thân và tuyệt Tý. Sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Thiên Đức hợp, Nguyệt Đức hợp, Tứ Tương, Âm Đức, Tương Nhật, Các Kỳ, Ngũ Phú, Kim Đường và sao Minh Đường. Sao xấu thì gồm có sao Kiếp Sát, Ngũ Hư, Bát Phong và sao Trùng Nhật. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 23 tháng 4, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài và xuất hàng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như xuất hành và chữa bệnh. Về hướng xuất hành, đi theo hướng chính đông để đón tài thần và đi theo hướng chính nam để đón hỷ thần. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 23 tháng 4 năm 2024. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 ở ngay nội dung dưới đây. Đầu tiên, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy, ngày Tỵ tuyệt Tý báo hiệu vận trình tài lộc của tuổi Tý hôm nay đang có dấu hiệu sa sút nhanh chóng. Tiền bạc đang dư dồi bỗng chốc gặp sự cố tiêu tan, khiến cho mệnh chủ tổn hại tiền bạc mà khá xót xa mà lại không giải quyết được việc gì. Bên cạnh đó, ngày này người tuổi Tý nên xem xét lại cách chi tiêu của mình, nên cân đối lại tài chính để tránh lặp lại những tình trạng tương tự.
về phương diện công việc thì cho thấy trong ngày hôm nay cũng không được đảm bảo tiến độ như yêu cầu đã đề ra, nên có thể cấp trên sẽ tỏ ra không hài lòng. Ngoài ra, bạn cũng nên xem xét lại mối quan hệ với đồng nghiệp để tránh mâu thuẫn cá nhân. Khi mà làm việc chung với nhau hoặc hợp tác cùng với nhiều người khác, thì bạn hãy nhớ đừng đặt cái tôi cá nhân lên quá cao. Luật giải tử vi cho thấy, chuyện tình cảm của người tuổi Tý ngày hôm nay cũng gặp đôi chút trục trặc do ngũ hành xung khắc. Người có đôi có cặp thì cảm thấy lạc lõng trong chính cuộc tình của mình. Đôi lứa không tìm lại được sự ngọt ngào gắn bó như những thuở đầu tiên. Dường như chỉ có chính bạn là người vun vén cho tình cảm hiện tại mà thôi. Trong khi đó, những người độc thân thì ngày hôm nay vẫn chưa tìm được cho mình những người thực sự phù hợp. Về tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim, bạn hãy tận dụng sự quen biết để nghe ngóng thông tin, để bình tĩnh lắng nghe ý kiến của nhiều người. Về tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy, bạn hãy đảm bảo cho mình đủ năng lực để đảm đương những trọng trách, chứ không nên dựa dẫm vào mọi người quá nhiều. Về tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, tâm trạng không được tích cực khiến bạn không muốn tin vào bất cứ ai. Về tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, vận trình tài lộc đang có dấu hiệu sa sút nhanh chóng, dự báo có nhiều rắc rối liên quan tới tiền bạc. Về tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc, bạn vốn là người có tham vọng, nếu muốn vận trình của mình có những bước tiến đột phá, bạn hãy tranh thủ thời cơ. Về sự nghiệp của người tuổi Tý ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là khá, sức khỏe là trung bình và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Tý nên chọn khung giờ tốt là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý là người tuổi Thìn và người tuổi Sửu. Con số may mắn là số 9 và số 3. Và màu sắc cát tường là màu trắng và màu vàng cam. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Sửu trong ngày thứ ba này đang khá tốt vì cục diện tam hợp mang tới. Bạn không phải vất vả quá nhiều mà vẫn có được những thứ mà mình mong muốn. Không phải ai cũng có được những điều may mắn như vậy. Nếu như không biết tận dụng thì chắc chắn sẽ đều là những điều uổng phí. Tuổi Sửu cũng nên nhớ rằng thành công chỉ đến với những người biết phát huy thế mạnh và biết tận dụng những cơ hội tốt mà mình đang có. Hôm nay, vận trình tài lộc của tuổi Sửu cũng có cơ hội được tỏa sáng nhờ có thiên ấn nâng đỡ. Việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều điều may mắn và thuận lợi. Tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp phải khó khăn cũng nhanh chóng tìm được cách giải quyết, thậm chí còn mang thêm những cơ hội thăng tiến cho mình. Hôm nay, tử vi 12 con giáp cho thấy phương diện sức khỏe thì lại không được tốt cho lắm vì đang trong ngày thổ khí vượng. Có thể là vì bạn làm việc quá sức nên rất dễ dẫn đến tình trạng mệt mỏi ở dịp cuối ngày. Tuổi Sửu cũng nên cân đối giữa thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân cho tốt. Tiền bạc cũng là một điều rất quan trọng, nhưng khi sức khỏe không đảm bảo thì mọi thứ cũng đều là vô nghĩa mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Sửu mệnh Kim, vận trình tài lộc đang có nhiều cơ hội tỏa sáng, việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Về tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy, người độc thân dễ nhận được sự chú ý của những người khác giới nhờ bản tính hài hước của mình. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, đường tài lộc đang khởi sắc, làm việc buôn bán kinh doanh cũng đều thuận lợi. Về tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, làm việc quá sức rất dễ dẫn đến tình trạng bị lao lực, mệt mỏi ở dịp cuối ngày. Về tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, nếu cứ chần chừ do dự, cơ hội sẽ rơi vào tay người khác. Về sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ.
quý nhân phù trợ cho người tuổi Sửu là người tuổi Dậu và người tuổi Mão. Con số may mắn là số 1 và số 3 và màu sắc cát tường là màu đỏ và màu vàng cam. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2024. Lượt giải tử vi phương Đông cho thấy cục diện hình hại vô lễ xuất hiện thì có thể đem đến rất nhiều rắc rối trên phương diện sự nghiệp của con giáp tuổi Dần. Mệnh chủ khó lòng mà cảm thấy vui vẻ cho được. Mặc dù tuổi Dần vẫn luôn có những quyết tâm kiếm tiền nhưng lại có phần thiếu kiên nhẫn nên đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Có nhiều lúc tưởng chừng tiền bạc đã về tay nhưng cuối cùng lại tiêu tan trong nối tiếc. Ngoài ra, mệnh chủ tuổi Dần cũng nên biết rằng muốn giàu có, muốn cải thiện thu nhập thì cách tốt nhất chính là đầu tư. Thay vì tập trung cho những việc không đáng thì bạn nên học hỏi thêm về đầu tư để biến những đồng tiền của mình sinh sôi nảy nở thêm, phát triển thành khối tiền lớn hơn. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy trong ngày ngũ hành xung khắc, ngày này còn có thể khiến người tuổi Dần cảm thấy chán nản, mệt mỏi với chuyện tình cảm của mình. Người đang còn độc thân vì đặt tiêu chuẩn quá cao nên chưa tìm được những đối tượng ưng ý. Bạn vẫn đang cố gắng tìm cho mình một nửa hoàn hảo nhất nên vẫn chưa muốn hạ thấp bất cứ tiêu chuẩn nào. Chính điều này đã khiến cho cuộc tình sớm kết thúc khi mà cả hai đã nhận ra mình không phải là người phù hợp với đối phương. Về tử vi tuổi Giáp Dần mệnh thủy, rất dễ bị người xấu lôi kéo, tin tưởng mù quáng, khiến tình hình tài chính rơi vào cảnh khủng hoảng. Về tử vi tuổi Bính Dần mệnh hỏa, hãy bình tĩnh để giải thích, thỏa thuận và đi đến những thống nhất cuối cùng với mọi người. Về tử vi tuổi Mậu Dần mệnh thổ, phải làm việc vất vả mà lại không được sự hỗ trợ của bất cứ ai. Về tử vi tuổi Canh Dần mệnh mộc, bạn chớ nên cố làm hài lòng tất cả mọi người, vì việc đó chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi hơn mà thôi. Về tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh kim, bạn hãy rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực đang níu chân bạn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp trong tương lai. Về sự nghiệp của người tuổi Dần ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm cũng là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay là từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dần là người tuổi Mão và người tuổi Ngọ. Con số may mắn là số 2 và số 3. Và màu sắc cát tường là màu đen và màu cà phê. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy hôm nay được sự nâng đỡ của chính ấn thì tuổi Mão đón một ngày làm ăn phát đạt với những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Đây là thời điểm hàng hóa bán khá chạy, khách hàng ra vào tới tấp giúp doanh thu tăng lên trông thấy. Mệnh chủ tuổi Mão có thể nghĩ đến việc đầu tư để tiền bạc thêm sinh sôi nảy nở hơn, mang lại những nguồn thu nhập dồi dào hơn. Bên cạnh đó, trong công việc thì bạn cũng là người luôn có tinh thần trách nhiệm rất cao, luôn cố gắng hết mình, không để việc riêng làm ảnh hưởng đến lợi ích chung. Cũng chính vì vậy, dù gặp phải bất cứ khó khăn nào thì bạn vẫn cố gắng để hạn chế tối đa những tác động xấu gây ra cho mình. Xem tử vi cho thấy ngày ngũ hành tương xung nên vận trình tình cảm của tuổi Mão đang có phần khá ảm đạm. Người độc thân thì chưa có cơ hội để tìm được những mối lương duyên ưng ý. Tình yêu cứ đến rồi lại đi, để lại trong lòng những vết thương sâu thẳm cùng những tổn thương tinh thần khó lòng nguôi ngoai. Về tử vi tuổi Ất Mão mệnh thủy, nhờ tài chỉ huy và có tầm nhìn xa trông rộng, bạn có thể hướng mọi người đi tới thành công nhanh hơn.
về tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, bạn nên mạnh dạn tiến bước và nên tận dụng các mối quan hệ quen biết để đạt được những mục tiêu trong công việc. Về tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ là ngày thích hợp để tiến hành các dự định mà bạn đã ấp ủ bấy lâu nay. Về tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc, những người độc thân không có một ngày may mắn để tìm được một nửa phù hợp. Về tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim, khi mà đứng trước những cơ hội, bạn phải suy nghĩ cho kỹ càng, không nên đâm đầu vào những việc nằm ngoài khả năng. Về sự nghiệp của người tuổi Mão ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm cũng là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mão là người tuổi Hợi và người tuổi Sửu. Con số may mắn là số 9 và số 3 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu xám. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp ngày 23 tháng 4 cho thấy, hôm nay người tuổi Thìn có cơ may tìm thấy tài lộc một cách khá dễ dàng. Bạn vẫn luôn nắm rõ những ưu thế của bản thân mình và luôn cố gắng phát huy điều đó, mở ra những cơ hội kiếm tiền, giúp bạn cũng có thể thoải mái hơn trong vấn đề chi tiêu. Lúc này thì bạn có thể thưởng cho mình một vài món đồ mà mình yêu thích bấy lâu nay. Hôm nay tuổi Thìn còn nhận được nhiều lời động viên, nhiều lời khích lệ từ những người thân, từ bạn bè cũng như những sự ưu ái từ cấp trên trong công việc. Các mối quan hệ đang tốt đẹp sẽ giúp cho người tuổi Thìn dễ dàng nhận được sự giúp đỡ mỗi khi gặp phải khó khăn nào đó. Song bạn cũng đừng quên gửi lời cảm ơn tới những người đã từng hỗ trợ, đã từng giúp đỡ bạn. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, trong ngày hai hành thổ tương vượng, tuổi Thìn thường có cảm giác nóng ruột, bất an và chủ yếu là do vấn đề sức khỏe không được đảm bảo. Nếu như tham gia các cuộc gặp gỡ, tụ tập thì bạn cũng nên hạn chế rượu bia. Hãy cố gắng giữ gìn và duy trì lối sống lành mạnh để sức khỏe sớm được cải thiện tốt hơn. Về tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa, mâu thuẫn trong các mối quan hệ vợ chồng được xóa nhà khi mà cả hai biết chia sẻ, biết thông cảm với nhau. Về tử vi tuổi Bính Thìn mệnh Thổ, quá thẳng thắn và có phần bộc trực trong cách nói năng có thể gây phản cảm. Về tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh Mộc, có điểm báo họa phá tài đang đến rất gần, bạn nên hết sức thận trọng. Về tử vi tuổi Canh Thìn mệnh Kim, hãy chú ý đến cách diễn đạt của mình nhiều hơn, nếu không các mối quan hệ của bạn sẽ ngày một xấu đi. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh Thủy, nếu nhận thấy vấn đề vượt ngoài khả năng giải quyết của mình, bạn cũng nên tìm sự trợ giúp. Về sự nghiệp của người tuổi Thìn ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm cũng là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Thìn nên chọn khung giờ tốt là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thìn là người tuổi Dậu và người tuổi Tý. Con số may mắn là số 4 và số 3 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu bạc. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 23 tháng 4 cho thấy, hôm nay người tuổi Tỵ có thể phải đối mặt với nhiều chuyện không may xảy ra do hung tình kiếp tài đeo bám. Ngày này, bạn cũng nên thận trọng hơn về phương diện tiền bạc nếu không muốn bao nhiêu tiền của dày công tích lũy bấy lâu nay bị tiểu nhân lừa gạt cho bằng hết. Người xưa thì vẫn dạy phải biết chọn bạn mà chơi,
đừng để kẻ bạn coi là bạn bè quay lưng lợi dụng bạn. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng nên nhớ rằng trong chuyện làm ăn, chuyện kinh doanh thì chưa bao giờ là những chuyện dễ dàng. Thời gian đầu thường khó thu được những lợi nhuận, nhưng chỉ cần bạn kiên trì làm đúng theo kế hoạch và đúng theo mục tiêu đã định thì vận may chắc chắn sẽ tìm đến, lợi nhuận sẽ dần tăng lên. Vì vậy, bạn hãy vững vàng lòng tin với những điều mà mình đang dốc sức. Bên cạnh đó, luận giải tử vi 12 con giáp cho thấy ngày ngũ hành tiêu hao cũng khiến cho vận trình tình cảm của tuổi Tỵ không được tốt. Với các cặp vợ chồng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan đưa đến. Tình cảm đang dần dần trở nên mờ nhạt khi mà cả hai đều có những mối quan tâm của riêng mình, không còn thời gian để dành cho nửa kia nhiều như trước nữa. Và một lời khuyên dành cho mệnh chủ tuổi Tỵ, bạn cũng nên dành thêm thời gian cho nửa kia nhiều hơn, nên hâm nóng lại tình cảm mỗi ngày, kẻo rất dễ đứng trên bờ vực tan vỡ. Về tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, bạn nên thận trọng hơn nếu không muốn bao nhiêu tiền của tích lũy bị tiểu nhân lừa gạt. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, rất dễ có tâm lý bực dọc khi mà công việc không được thuận lợi. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, bạn sẽ có cơ hội để kiểm nghiệm xem ai là những người bạn thực sự tốt xung quanh mình. Về tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, nếu không dành thêm thời gian để điều chỉnh thì mối quan hệ tình cảm hai người đang dần đi vào bờ vực tan vỡ. Về sự nghiệp của người tuổi Tỵ ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm cũng là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tỵ là người tuổi Ngọ và người tuổi Sửu. Con số may mắn là số 4 và số 6 và màu sắc cát tường là màu tím và màu cà phê. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy, hôm nay gặp ngày ngũ hành bản mệnh tiêu hao nên vận trình tình cảm của mệnh chủ tuổi Ngọ có thể gặp phải nhiều điều rắc rối. Bạn vốn có những lúc hay quên, liên tục thất hứa và có thể khiến cho người ấy bị cảm thấy hụt hẫng, thất vọng vì không được coi trọng. Chính vì thế mà mệnh chủ tuổi Ngọ khó tránh khỏi cảnh bị đối phương hờn giận. Dù có phần lơ đãng trong tình cảm, nhưng trong công việc bạn vẫn luôn hoàn thành tốt những công việc được giao với một tinh thần trách nhiệm rất cao. Tuổi Ngọ vẫn luôn cố gắng không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc chung. Chính nhờ thế mà bạn cũng được cấp trên đánh giá cao và sẽ có ý định thử thách thêm bạn trong thời gian sắp tới để có thể cất nhắc bạn lên những vị trí tốt hơn. Luật giải tử vi 12 con giáp cho thấy ngày thực thần xuất hiện thì ngày này cũng mang về nguồn tài lộc khá dồi dào cho người tuổi Ngọ. Bạn cũng nên tìm cách để phát huy năng lực của mình cho tốt hơn nữa. Mọi thứ đều thuận lợi thì không phải lo lắng điều gì. Người buôn bán, người kinh doanh thì có một ngày bận rộn, nhưng bù lại khoản tiền thu về tay cũng khiến bạn cảm thấy khá hào hứng. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim, nếu cảm thấy không đủ tự tin, bạn đừng quên hỏi thêm những người có kinh nghiệm. Về tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy, hãy thư giãn, hãy tận hưởng cùng người thân, cùng bạn bè những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa, chuyện tình cảm của các cặp đôi không được bình yên vì đôi bên nảy sinh nghi kỵ và hiểu lầm. Về tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ, người buôn bán, người kinh doanh sẽ ngày càng có lợi hơn, chuyện làm ăn cũng sẽ phát đạt hơn. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc, nhờ có sự hòa đồng và nhiệt tình nên đi đến đâu cũng được nhiều người yêu quý. Về sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Ngọ nên chọn khung giờ tốt là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Ngọ là người tuổi Tý
và người tuổi Mão. Con số may mắn là số 0 và số 3, và màu sắc cát tường là màu vàng và màu xanh dương. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp ngày 23 tháng 4 cho thấy ngày có tam hội cục xuất hiện sẽ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mùi tỏa sáng khi mà bạn luôn giữ được tinh thần vững vàng khi đứng trước những biến cố. Bạn biết cách dùng những tài lẻ của mình để giải quyết những rắc rối một cách rất nhanh chóng và hiệu quả. Cũng nhờ thế mà người tuổi Mùi được cấp trên đánh giá cao và có thể được cất nhắc lên những vị trí tốt hơn trong thời gian sắp tới. Và may mắn còn tìm đến với người tuổi Mùi cả ở phương diện tài lộc. Ngày này tài lộc đang tăng tiến, dường như những nỗ lực, những cố gắng của bạn đã thu hoạch được những thành quả xứng đáng với những công sức đã bỏ ra. Lúc này thì bạn cũng nên lên kế hoạch chi tiêu cho hợp lý để tránh phung phí tiền bạc, và cũng nên biết tiết kiệm một khoản cho tương lai để khi cấp bách có thể dùng đến. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy trong ngày thổ khí đang vượng, người tuổi Mùi có phần hay suy nghĩ, khó kiểm soát được cảm xúc nên sẽ không tốt cho vấn đề tim mạch. Nóng nảy, tức giận càng sinh ra những khí xấu hại tới lục phủ ngũ tạng. Do đó, bạn cần tìm cách cân bằng lại tinh thần của mình, làm cho bản thân vui vẻ, phấn chấn khi làm việc, chứ không nên gượng ép bản thân quá nhiều. Về tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, những nhiệm vụ cũ nhưng với cách làm mới sẽ mang lại những kết quả rất tốt. Về tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp phải khó khăn cũng nhanh chóng hóa giải. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, đón nhận những tin vui ở vận trình tình cảm, dường như những hiểu lầm trước đó đã được tháo gỡ. Về tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, những nỗ lực và những cố gắng của bạn trong công việc đã thu về những thành quả xứng đáng. Về tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, khi mà tập trung cho công việc chính là lúc bạn tỏa ra sức hút vô cùng khó cưỡng đối với mọi người xung quanh. Về sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mùi là người tuổi Ngọ và người tuổi Mão. Con số may mắn là số 9 và số 3, và màu sắc cát tường là màu bạc và màu tím. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp ngày 23 tháng 4 cho thấy cục diện nhị hợp xuất hiện giúp người tuổi Thân trở nên quyết đoán, dứt khoát hơn trong các cuộc làm ăn, và cũng giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào đang tìm đến. Dù đôi khi bạn cũng có đôi chút sợ hãi, sợ thất bại, nhưng bạn vẫn quyết định dấn thân và tìm mọi cách để giảm nguy cơ xuống mức thấp nhất. Tuổi Thân cũng nên nhớ rằng không có con đường nào đi đến thành công mà trải toàn hoa hồng. Vì thế, dù có nhiều ngáng trở thì bạn cũng không được nản lòng. Ngược lại, điều đó sẽ càng tiếp thêm cho bạn những động lực để bạn chinh phục khó khăn, là động lực để bạn chiến thắng mọi hoàn cảnh bằng chính sức lực của mình. Hôm nay, giữa lúc tâm trạng có phần bất an, ngày ngũ hành tương sinh thì sẽ nâng đỡ khá nhiều, làm chỗ dựa cho bạn để bạn sẽ cảm thấy rằng chẳng có gì quan trọng hơn tình cảm chân thành dành cho nhau. Người ấy sẽ chẳng bỏ rơi bạn dù bạn có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, kể cả khi bạn lâm hoạn nạn chẳng còn điều gì trong tay. Do đó, bạn cũng nên biết trân trọng những người ở bên cạnh mình trong những lúc bản thân đang gặp hoạn nạn.
về tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, khi mà chỉ cần đôi chút liều lĩnh và biết tính toán thì có thể mang về cho bạn những thành công to lớn. Về tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, bạn tự tìm ra những hướng đi cho mình, đừng vì buồn phiền mà lại quay ra tức giận. Về tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, nên thận trọng để tránh thị phi và những điều bàn tán không hay. Về tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, những người độc thân thì vẫn chưa tìm được một nửa ưng ý. Về tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, không ngại khó khăn gian khổ sẽ giúp bạn tìm được những cơ hội để cho bản thân tỏa sáng. Về sự nghiệp của người tuổi Thân ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay là từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thân là người tuổi Dậu và người tuổi Thìn. Con số may mắn là số 1 và số 3. Và màu sắc cát tường là màu trắng và màu đen. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 23 tháng 4 cho thấy, hôm nay nhờ có tam hợp đứng bóng mà người tuổi Dậu có thể đạt được những thành công không hề nhỏ trong công việc của mình. Tuổi Dậu được quý nhân soi đường chỉ lối, nên dù gặp phải khó khăn thì cũng không hề lùi bước. Ngược lại, bạn còn biến nó trở thành những cơ hội giúp mình thăng tiến. Cũng nhờ vậy mà bạn đã đạt được không ít những thành tựu đáng kể. Bên cạnh đó, đường tài lộc của người tuổi Dậu ngày hôm nay cũng có phần khởi sắc hơn nhờ có thiên ấn ghé thăm. Đây cũng là điểm sáng nhất trong ngày khi mà việc buôn bán kinh doanh thu hoạch về những khoản tiền kha khá. Người làm công lương cũng có thêm những nguồn thu nhập từ những công việc tay trái, những công việc làm thêm ngoài giờ, giúp bạn thoải mái hơn trong vấn đề chi tiêu. May mắn hơn nữa, trong ngày có ngũ hành tương sinh, tuổi Dậu có một ngày với nhiều mối lương duyên tốt đẹp. Bạn và người ấy thì ngày càng trở nên thấu hiểu nhau nhiều hơn. Nếu như còn chưa đi tới hôn nhân thì đôi bên có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Chắc chắn bạn và nửa kia sẽ nhận được những sự ủng hộ từ người thân và bạn bè. Về tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy, nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp, sự đánh giá cao của cấp trên. Về tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình bằng tài năng phong phú và cách ứng biến linh hoạt. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, hòa đồng với mọi người nhiều hơn, chớ nên tự cô lập bản thân. Về tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, nhân duyên trong ngày đang tốt đẹp, bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau nhiều hơn. Về tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, sự nghiệp đang có nhiều điểm sáng, giúp bạn phát huy được những thế mạnh vốn có của mình. Về sự nghiệp của người tuổi Dậu ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dậu là người tuổi Tuất và người tuổi Hợi. Con số may mắn là số 2 và số 0. Và màu sắc cát tường là màu tím và màu đen. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 23 tháng 4 cho thấy, trong ngày có dịch má chiếu mệnh, báo hiệu phương diện công việc của tuổi Tuất sẽ gặp đôi chút khó khăn do phải xuất hành đi xa. Nhưng may mắn là bạn vẫn luôn có quý nhân tương trợ giúp đỡ, bạn từng bước hóa giải được những khó khăn đó. Cũng nhờ thế mà người tuổi Tuất cũng được giao thêm những trọng trách mới, giúp bạn có cơ hội thể hiện khả năng của mình trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trên phương diện tài lộc thì cho thấy, hôm nay tiền bạc với người tuổi Tuất cũng đang khá ổn định.
Thế nhưng khi mà có tiền bạc trong tay, bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu sao cho khoa học, hợp lý. Đừng có bao nhiêu rồi lại vội vàng tiêu hết bấy nhiêu, đến lúc rơi vào cảnh túng thiếu mới biết quý trọng. Bạn hãy cố gắng hạn chế bản thân trước những ham muốn nhất thời, chỉ tiêu vào những thứ thực sự cần thiết cho cuộc sống và cho gia đình mà thôi. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy sức khỏe của người tuổi Tuất ngày hôm nay không được tốt cho lắm vì đang trong ngày thổ khí vượng. Bạn rất dễ cảm thấy uể oải, mệt mỏi ở dịp cuối ngày. Bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn, chớ nên lao lực quá sức. Bởi sức khỏe là vốn quý giá nhất, bạn không thể đánh đổi được bằng bất cứ thứ gì. Về tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, có những cơ hội để hàn gắn lại tổn thương ở chuyện tình cảm, tiếp thêm cho bạn nhiều năng lượng trong ngày mới. Về tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, hãy bình tĩnh, sáng suốt để nhận định tình hình và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Về tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, chớ nên dốc hết tiền bạc mình đang có cho những kẻ tiểu nhân lừa gạt. Về tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức chứ không nên cậy sức khỏe rồi lại làm việc quá sức. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, hãy có sự chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ, phòng khi tình hình tài chính liên xuống thất thường. Về sự nghiệp của người tuổi Tuất ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tuất là người tuổi Ngọ và người tuổi Dần. Con số may mắn là số 2 và số 3, và màu sắc cát tường là màu đỏ và màu bạc. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 23 tháng 4 cho thấy vận khí tương xung xuất hiện thì báo hiệu người tuổi Hợi đón ngày mới có thể bạn gặp khó khăn trong việc phát huy thế mạnh của mình trong công việc. Bản tính hiếu thắng đang trỗi dậy khiến bạn làm việc hừng hực như lửa đốt, song điều gì đó lại vô tình khiến bạn rất dễ đắc tội với mọi người xung quanh, từ đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến con đường tiến thân phía trước. Ngày này, mệnh chủ tuổi Hợi cố gắng dĩ hòa vi quý và chớ nên tham gia vào chuyện của người khác để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có. Bên cạnh đó, ngày này người tuổi Hợi có thể chịu đôi chút tổn hao vì bạn bè hoặc các mối quan hệ xung quanh. May mắn là bạn vẫn ứng biến linh hoạt nên có thể dễ dàng vượt qua giai đoạn khó khăn, tìm lại được chính bản thân mình và chuẩn bị tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Với những nỗ lực hiện tại thì chắc chắn bạn sẽ có được những điều tốt đẹp và những điều xứng đáng. Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của tuổi Hợi hôm nay thì cũng không được tốt cho lắm vì đang trong ngày thổ khắc thủy. Các cặp đôi có đôi chút tranh cãi, bất đồng với nhau. Bạn cũng nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình cho tốt hơn và cũng nên nhớ rằng mọi chuyện thì đều có cách giải quyết. Chỉ cần bạn bình tĩnh và suy nghĩ một chút, đừng để những lời nói lạnh lùng của mình khiến tình yêu bị rạn nứt hay làm cho người ấy cảm thấy đau lòng, bởi hậu quả sẽ rất khó lường trước. Về tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, năng lượng không ổn định với sức ảnh hưởng tiêu cực khiến phong độ của bạn đang dần đi xuống. Về tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, có thể gặp khó khăn trong việc phát huy thế mạnh của mình khiến công việc gặp sóng gió. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, vận trình tình cảm không được như ý, các cặp đôi có đôi chút tranh cãi, bất đồng quan điểm. Về tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, nên tránh tham gia vào những cuộc tranh quyền đoạt lợi vô bổ. Về tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, bạn hãy thận trọng tránh mắc phải những sai lầm không đáng có. Về sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Hợi là người tuổi Mùi và người tuổi Dậu. Con số may mắn là số 3 và số 8 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu cà phê. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Hợi
trong ngày 23 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo.